xin chào các đồng chí, chị các bạn thân mến của mình. Hôm nay cuối tuần thứ bảy bắt nghỉ mau tình tham, xin chúc mình chị các bạn ở quê nhà luôn luôn phấn đấu và vươn lên, để cũng như đồng hành cơ quan nhà nước để vượt qua cái cơn đại dịch. Thì hôm nay mình sẽ like chia sẻ về đề đại dịch Covid. Anh chị các bạn biết tình hình Covid ở Mỹ, riêng ngày hôm nay thì có trên 33.000 người bị lây nhiễm Covid. Mỹ nó vẫn còn là một cái ổ dịch. Hiện nay cái vấn đề mà Covid ở Mỹ, nó là một cái quốc gia về vấn đề chính trị nó rất là phức tạp, cho nên Covid nó trở thành chính trị quá. Và khi chính trị quá thì các đảng phái nó đấu đá nhau, nó tranh giành quyền lực với nhau, nó tìm cách nó bôi xấu và hạ vị với nhau, để rằng nó tranh thủ trong cái cuộc vận động bầu cử của năm 2022 để nó tranh giành cái ghế trong quốc hội của nó. Cho nên dân Mỹ vẫn còn lây nhiễm và chết ầm ầm ào ào chứ các bạn. Mặc dù ở quê nhà có sự bùng phát vấn đề đại dịch, tôi thấy cơ quan nhà nước Việt Nam chống dịch cũng là chuyện thể. Cái quan trọng là người dân cần phải hợp tác, người dân cần phải đồng lòng. Thì nói như vậy, trong một cái xã hội đất nước thì có người này người nọ, nó cũng có những cái khó khăn, thì có những người họ vô ý thức, họ chống đối cái này cái nọ. Nhưng mà bên cạnh đó thì vấn đề mà chống dịch ở Việt Nam tôi thấy rất là triệt để và quyết liệt. Điều đó rất là khích lệ. Thành ra trên mạng tôi thấy một số anh chị và bạn lên mạng thì đưa những cái thông tin bệnh dịch tăng, chỗ này tăng, chỗ kia tăng, chỗ nọ. Đó cũng là một cái chuyện bình thường thôi anh chị các bạn. Anh chị em các bạn cái chuyện bệnh Covid á, hiện nay á, mình nghĩ nó giống như bệnh cảm gì đó. Mình cần phải biết giữ gìn sức khỏe và bảo vệ cái sức khỏe của mình cho nó đúng, thì các bạn sẽ vượt qua thôi. Covid hiện nay trị bệnh của nó khi mà bị được phát hiện đó, thì chỉ uống thuốc cảm, thuốc bệnh rồi để nó vượt qua. Mà nếu mà mình sức khỏe mình tốt thì nó sẽ qua rất là lẹ. Cho nên các bạn không nên quá hoang mang, mình cứ bình tĩnh và tin tưởng vào những người lãnh đạo để họ chống dịch cho nó triệt để và nó tốt. Tôi thấy một số anh em các bạn quá hoang mang, tại vì các bạn không sống trong cái vùng mà ổ dịch. Như tôi thì tôi thấy đời sống nó cứ bình thường, mình cứ thong thả thôi. Thì các bạn cứ nghĩ đi, khi cái mùa mà bệnh cảm cúm nó tới thì nó hoành hành, thì cái bệnh dịch này nó cũng là một loại cúm, mà loại nặng, loại đặc biệt. Cho nên cứ bình tĩnh. Trong các bạn nghe thống kê nào vài ngàn người dương tính hôm qua hôm kia, thì cũng có vài ngàn người được chữa khỏi bệnh. Các bạn thấy đó, tại vì Việt Nam hiện nay chống dịch Covid rất là triệt để, ráo riết để làm sao cho hoàn tất cái vấn đề chống dịch trên cả nước để ngăn chặn được Covid. Một số anh em các bạn tôi thấy lên mạng cũng than thở, những người mà làm cho trong cái cơ quan nhà nước cũng vậy, khi gặp khó khăn cũng than thở. Cứ bình tĩnh, mình cứ cùng chung nhau mà chống dịch. Chứ khi nghe lây chỗ này 5-3 ngàn, vài 3 ngàn, các bạn hốt hoảng lên sợ hãi thì bắt đầu mình than thở, thì nó sẽ làm nhục chí. Bởi vì các bạn thấy những người lãnh đạo Việt Nam người ta rất là giỏi, người ta làm việc bù đầu bù cổ. Những người ở trung ương các bạn thấy phải lo làm sao cho sống dân sớm được bình ổn. Còn ở đất Mỹ thì tôi nói chuyện các bạn hồn ai đi dùng bệnh dịch, tôi nói chuyện các bạn điều thằng nào bệnh chết láng chịu, rồi bệnh nặng quá thì cứ mua thuốc cứ uống đi, uống không hà hỏi thì
chị chạy cho bệnh viện nó chích cho vài mũi nó cho nằm đó một hai bữa nó thấy phèo phẹt đỡ đỡ nó đẩy về nhà rồi cái uống thuốc cảm vậy thôi, cái Tylenol, Advil, Motrin, ba mấy cái loại thuốc đó anh chị các bạn, mạnh lắm, xúc cảm mà cứ mua về về là giọng vô 2-3 viên mỗi vài 4 tiếng đồng hồ vậy đó các bạn thấy, rồi từ từ nó sẽ kiềm chế được. Ở Việt Nam mình thì các bạn thấy, các bạn có một cơ chế, một cái đất nước mà tôi thấy phải nói là rất là cảm động. Những người mà bị bệnh COVID khi mà phát hiện đó, cơ quan nhà nước người ta tới mà người ta bồng, người ta ẵm, người ta đem vô bệnh viện, người ta trị khỏi xong rồi mới cho về nhà. Các bạn sướng thấy bà cố luôn. Còn bên Mỹ, mẹ ơi tôi nói gì các bạn, mấy đứa bạn thôi, tôi biết nhiều người lắm, họ bệnh COVID, lây vợ lây, chồng lây, rồi con lây, mẹ té tua tơi tả. Họ tự tự cứu chữa lấy mình thôi. Chứ không có phải như ở Việt Nam mà các bạn có được một cái cơ chế mà người ta lo cho các bạn khi mà bệnh dịch, họ đi chi quét từ nơi rồi đem thức ăn tới rồi cấp cấp lương thực rồi cái này nọ, Mỹ nó không có đâu. Các bạn thấy cái mặt nổi nó bên ngoài thôi vậy, chứ nhiều còn khốn khổ trăm bề. Đại dịch của Mỹ nó còn nguy hiểm lắm, em tôi thấy các bạn biết không, bữa thứ hai rồi nó chỉ bùng phát mạnh lên một cái thôi, khiến cả một cái thị trường kinh tế Mỹ nó chao đảo. Cái ngày thứ hai rồi nó chao đảo mất hàng trăm tỷ đô la, cái thị trường kinh tế nó giao dịch nó buôn bán kinh khủng lắm bây giờ. Mà mặc dù nó có những cái gói cứu trợ, nhưng mà cái cứu trợ của Mỹ nó không phải như Việt Nam đâu anh chị các bạn, tôi đã chia sẻ với các bạn, nói lại một lần, nó không phải giống như Việt Nam. Các bạn Việt Nam chính phủ người ta cho cứu trợ cho người dân coi như là một chiều, người dân không có phải trả lại, còn Mỹ là ăn trước trả sau không? Nói gì các bạn biết, nhiều người càng phải nhận gói cứu trợ thì những cái người lao động khác họ phải gồng gánh cho những người kia. Cái mô hình xã hội tư bản của thằng Mỹ nó là như vậy đó, không có cái gì mà nó cho không hết đó. Mấy cái tụi chống cộng, mấy cái đám mà nó cuồng Mỹ nghĩa lên mạng, nó kêu rào đó, ở Mỹ cái gì cũng phi, không có cái gì mà cho không á. Thằng này ăn thì phải thằng kia phải làm trả cho thằng đó, bạn biết là thằng này ăn thằng khác phải làm trả đóng vào trong đó, nó không có cái gì mà cho không. Ngay cả nó, người Mỹ mà các bạn hỏi hỏi gặp tụi Mỹ trắng mà nói chuyện, nó hỏi mày có tin là nước Mỹ này người ta cho mày cái gì cũng phi không? No, tôi làm việc tụi Mỹ nó no, never ever, không bao giờ có cái chuyện nó ăn trước trả sau, làm bên này trả bên nọ, người này làm thì đóng nuôi người kia. Còn ở Việt Nam các bạn thấy cái cơ chế và cái mô hình xã hội Việt Nam, khi chính phủ mà trợ cấp cho người dân là một là đi một chiều, người dân ăn, người dân được để trải qua cái đại nạn, rồi người dân sẽ đứng trên đôi chân của mình. Các bạn biết, còn Mỹ không có đâu. Bởi vì các bạn thấy tại sao đời sống thuế má vật chất, những cái sản phẩm của Mỹ nó cứ tăng tăng tăng, nó tăng phải mà càng nhiều người ngồi đó ăn phúc lợi xã hội, hưởng những cái phúc lợi đó, là những cái người khác mọi thứ nó phải tăng giá lên để nó bù lỗ lại. Thằng chính phủ Mỹ các bạn biết nó đi vay nợ về để đặng mà cho những cái người mà khác lạm dụng để ăn. Và các bạn biết cái nợ đó một đồng nó thêm nó đi vay một đồng mà nó trả trong đó hết gần nửa đô trong đó, trả tiền lời á chứ không rẻ đâu, khủng khiếp lắm. Đời sống ở cái đất Mỹ này, nhiều khi các bạn thấy
livestream đường xá cuộc sống này, nó chỉ là cái mặt nổi bên ngoài thôi chứ đâu phải nữa. Còn trong khi đó ở Việt Nam các bạn thấy người dân bệnh Covid, mà tôi thấy chính phủ cơ quan nhà nước người ta thức đêm thức hôm đóng chốt để đặng mà kiểm soát, để đặng mà bảo đảm được cái sức khỏe đời sống cho người dân. Mà có nhiều người họ không hiểu, và những cái thành phần xuyên tạc chống phá đất nước nó lên mạng, nó kích động, nó gây ra những cái mâu thuẫn, nó làm cho xã hội Việt Nam rối beng. Chứ thật sự ra những người mà sống ở bên Mỹ mà nhìn về Việt Nam, cách một cơ quan nhà nước người ta mà chống dịch một cách triệt để gì đó là quyền lợi của người dân, đâu phải lợi của chính phủ đâu. Các bạn thấy những người mà hiện nay, những người làm trong cơ quan, những người ta làm việc gọi là overtime, double time, có nghĩa là họ làm việc ngoài sức mà cái sức lao động của họ phải làm để mong làm sao cho đất nước sớm bình yên. Cho nên anh em lên mạng tôi thấy dở Facebook ra tràn rồi chỗ này tăng trong dịch tăng, cái đó là khi mình chống dịch một cách triệt để thì mình phải chống tới bờ, tới bến, tới đích, tới nơi, tới chỗ, cho nó đúng, cho nó triệt để đặng cho mà nó mang lại cái cuộc sống bình yên. Các bạn thấy hôm qua thì tôi có nghe một người kể cho tôi cái câu chuyện là cái ông bí thư thành ủy ở Cà Mau đó, tỉnh Cà Mau, là tuyên bố là những người dân ở Cà Mau chính phủ tài trợ điện, những cái nhu yếu phẩm là tài trợ, những cái mà về trả tiền lời ngân hàng, những cái đấy đó được miễn trong lúc mà gặp đại dịch khó khăn để người dân cùng chung nhau vượt qua. Các bạn thấy không, rất là tốt. Đó là những cái người lãnh đạo người ta có tâm có tầm để làm sao cùng với người dân vượt qua đại dịch. Còn phải ở bên Mỹ thì có rồi, mấy thằng tài phiệt chèn, tôi nói thì các bạn biết cái mùa đại dịch thì có nhiều thằng kiếm tiền tỷ đô chứ phải giỡn. Tụi Mỹ mà tụi tư bản mà tài phiệt, các bạn biết nó sống trên xương máu của nhân loại, nó làm sao là nó kiếm được tiền là trên hết. Tụi bay chết kệ tụi bay chết thì đem chôn vậy thôi, đói thì tao cho tụi bay ăn. Thằng tư bản nó không khiếp lắm, bởi vì có nhiều người các bạn thấy ở trong Việt Nam thì đấu tranh ghê gớm lắm, cái gì cũng xuyên tạc chống phá, rồi cuối cùng qua được tới cái nước tư bản, qua được tới Mỹ rồi thằng nào thằng mấy, con nào con mấy, nó còn thua con chó nữa. Các bạn thấy giống như cái thằng Nguyễn Lân Thắng tối ngày leo lên mạng ngồi đó rồi xuyên tạc chỗ này xuyên tạc cho nó thằng đó mà qua được Mỹ rồi coi như đời nó là tiêu. Ở chỉ nói ở trong Việt Nam thì nó làm mây làm gió, nó làm trời làm đất thôi. Mấy thằng nó được gọi là mấy thằng phản phúc, mấy thằng phần nó ngu xuẩn, các bạn, nó mơ tưởng, nó ảo tưởng, nó nhìn Việt Nam cái gì cũng giống như là sắp sửa sụp đổ. Mà mấy thằng loại đó mà nó qua được nước mà nước ngoài rồi, tôi nói thì các bạn, dân bản xứ nó cốc đầu thua con chó, cứ phanh tay giả thương vân. Cái người Việt của mình, những thành phần mà chống phá xuyên tạc đất nước ở trên không gian mạng này, tụi nó chỉ có giỏi cái mồm thôi. Tụi nó thiệt á, khi mà nó ra ngoài đời thật rồi bắt đầu tới được nước ngoài cũng vậy, dân bản xứ cứ là lâm khum đi đâu có dám ngóc đầu lên. Thôi mình like tới đây, xin chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha, mình phải đi chợ. Bye bye.